Đưa anh em ra xem cái khúc gỗ xà cừ. Hôm qua thì mới hạ một cây gỗ xà cừ ở đây. Cây gỗ khá là to, vòng dây của nó vào 200. Đây là những cái cảnh, đây là cái lá vẫn còn tươi này. Anh em có thể để ý này. Đây là cái lá, cây xà cừ là vẫn còn tươi này. Đây. Đây là các cái cành còn sót lại. Anh em nhìn thấy này, cây này nó đã rơi vào hơn 50 năm rồi. Đây, màu này. Vỏ thì như này nhưng mà màu thì lại trắng này. Đấy. Ai người ta cũng sẽ đánh giá là cây xà cừ đỏ nhưng cuối cùng thì đây lại là cây xà cừ trắng. Đấy, phân gỗ này. Đây là gốc. Đấy, đây còn ba cục, xe đầy quá không chở được. Cái vỏ bên ngoài như này thì ai cũng bảo là xà cừ đỏ. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại là xà cừ trắng. Anh em thấy là khi mà đi mua xà cừ ấy thì nó có nhiều kiểu lắm. Nhìn vỏ nó sần sùi như này, bóc như này rồi thì ai cũng nghĩ là xà cừ đỏ. Thế nó cắt ra xà cừ trắng. Cái loại cây này thì giá của nó không được tốt cho lắm, làm đồ nó cũng không đẹp. Đấy, và cái này xẻ mỏng ra thì nó rất là vênh. Đấy, nó không như là xà cừ đỏ. Xà cừ đỏ thì nó sẽ xẻ ra nó đanh, nó như là gỗ hương ấy, rất là chắc, bền và nó ít khi bị vênh. Đấy là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được. Nếu anh em nào mà đi mua gỗ xà cừ thì anh em phải lưu ý, đúng không ạ? Cái vỏ này thì nếu như nhiều người sẽ không phát hiện ra được, nhưng mà chúng ta đi mua chúng ta vẫn phải lưu ý. Cây xà cừ nó nhẵn bóng ấy, trơn ấy, vỏ nó trơn ấy thì là xà cừ trắng là 100% rồi. Nhưng mà cái loại cây mà vỏ của nó sần sùi, nó bóc vảy như này mà là xà cừ trắng thì đúng là hiếm khi chúng ta gặp. Nó phải là xà cừ đỏ. Đấy là cái mà anh em lên để ý, cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn mua các cái dòng gỗ xà cừ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Dòng gỗ xà cừ này thì giá nó rất là rẻ. Nó chỉ có như cái loại cành ánh này thì nó chỉ vài triệu một khối thôi. Đấy. Còn nếu mà anh em mà tính cái thân cây ấy, thân gỗ đỏ đẹp thì nó sẽ rơi vào hơn chục triệu. Đấy, 12, 13 triệu một khối. Đấy, đấy là xà cừ thân. Khi mà anh em xem thì anh em thấy cái cách mà chúng ta lựa chọn cái cây gỗ là sao mà anh em cũng phải để ý, không có là mình sai lầm. Sai lầm là nó sẽ bị thiệt thòi cho anh em, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng tôi muốn là chia sẻ cho anh em những cái giá trị. Nó rất là thực tế. Cảm ơn anh em rất là nhiều.